Xin chào anh em nhé. Nói thật với anh em là xe của DKBike thì ngon, công nhận là ngon. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là bây giờ lấy hàng của DKBike quá khó luôn. Đặc biệt cái siêu phẩm Sparta này của nó. Nói thật là mình đặt một tháng rồi, hôm nay mới được giả cho đâu đó 6 cái. Đặt 10 cái giả 6 cái. Sợ thật sự luôn. Đây, đây chính là một trong những cái dòng xe mạnh đánh phát đánh giá luôn. Là dòng xe đạp điện nhé. Mọi người lưu ý là dòng xe đạp điện không phải đăng ký, xịn nhất trên thị trường hiện tại. Đấy. Rất ít hãng làm những cái mẫu xe đạp điện cao cấp này, đa phần họ làm cái kiểu dáng mà có cái bàn đạp, như kiểu là DKBike có dòng Chon X này, hay là Osaka ấy. Những cái dòng dòng đấy mạnh phát không đánh giá cao. Đấy, nó nói thật với anh em, cũng là dòng hai yên nhưng mà dòng đấy nó kiểu là dòng như xe đạp, mình không đánh giá cao dòng đấy bởi vì dòng đấy đi không thích, khá là chồng chảnh và đặc biệt bánh nó nhỏ quá, mấy kiểu dáng xe đấy mình không đánh giá cao. Cái kiểu này mới là cái kiểu mà Mạnh Phát thích này. Mà phải tin rằng cái kiểu dáng này rất nhiều người thích. Đấy. Con này á, hôm nay nói về nhược điểm trước ưu điểm nhá, anh em nhá. Con này nó có nhược điểm là gì? Hàng nó khan hiếm. Đây là nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai đối với mẫu Sparta là gì? Nó đắt, đắt. Tận 14 triệu rưỡi cơ. Với mức 14 triệu rưỡi thì anh em thêm có 500 nghìn thôi, anh em mua được X-Men Sport của Osaka rồi. 14 triệu rưỡi thì anh em không cần phải thêm nghìn nào. Anh em mua được X-Men Mini rồi. 14 triệu rưỡi anh em cất đi 1 triệu anh em mua được con 133S8 của Osaka rồi. Nhưng tại vì sao 14 triệu rưỡi anh em lại chọn chiếc xe này? Đấy. Thì hôm nay Mạnh Phát sẽ chỉ cho anh biết những lý do mà anh em bỏ ra 14 triệu rưỡi mà anh em vẫn tự tin đi chiếc xe này. Thứ nhất là chiếc xe đạp điện này là không phải đăng ký. Chính vì vậy học sinh lớp 5 có thể đi được, cấp 2 có thể đi được nha mọi người nhé. Hiện tại về luật về xe điện nó khá là hoàn thiện. Nên là nếu mà nói luôn học sinh cấp 2 hiện tại mà đi xe máy điện là không được phép. Bây giờ ở trên 16 tuổi mới được đi xe máy điện cơ. Đấy mọi người lưu ý nhé. Xe đạp điện này thì đi không phải đăng ký, đỡ tốn thêm một khoản đăng ký là một. Tiếp theo là gì ạ? Gửi xe thoải mái luôn, không phải lo lắng. Đấy là một trong ưu điểm. Cái thứ hai đó là chất lượng của xe này nó quá là ok luôn. Đây anh cho sẽ quay tổng thể cho mọi người xem này. Thứ nhất là về thiết kế. Dòng xe này mang thiết kế đúng theo kiểu chiến binh Hy Lạp luôn. Đây mọi người sẽ nhìn này. Cái logo là Sparta, Sparta dịch ra nó gần như là một cái chiến binh rất nổi tiếng. Đây, biểu tượng là chiến binh Hy Lạp đây. Mọi người quan sát nhé. Đây. Độ hoàn thiện của xe quá sắc nét. Thực ra là Mạnh Phát đánh giá cái bộ nhựa của con Sparta DKBike này. Nó thậm chí nó còn phải ngang, thậm chí có khi nó còn nhỉnh hơn cả nhựa của xe Roma luôn ý. Thật sự nhựa này của nó chắc chắn kinh khủng luôn. Đây mọi người quan sát này, lốp nó vẫn là Kenda rồi. Đấy, dòng này là lốp có xăm. Đây, nhựa của nó là nhựa hay là những cái đèn của nó này mọi người nhìn này, đều có những cái thương hiệu. Hệ thống đèn rất là đẹp nhá. Đây, đều có thương hiệu, những chỉ số chiếu sáng. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Mọi người có thể search thương hiệu này lên trên YouTube hoặc là trên Google nhá. Đây, hay những cái chi tiết mạ giả carbon này. Đây, xi nhan tích hợp ở đây. Kể cả cái cụm công tắc này mọi người sẽ rất ít thấy, kể cả nói luôn nhá, cụm công tắc với tay ga này xịn hơn trên xe X-Men của Osaka. Đây Mạnh Phát nói rất là thẳng thắn luôn, mình không việc gì mình phải giấu, xịn hơn bảo xịn hơn. Tay ga này nó liền với công tắc nhá, tay ga là liền với công tắc là một. Đây, hệ thống chiếu sáng này, nút này, công tắc này 1, 2, 3 này. Bên cạnh thế này vẫn có nút P này, mọi người quan sát này. Đấy, xi nhan này, nút cảnh báo nguy hiểm này. Đấy, pha cốt này, thực sự nó quá là xịn luôn. Móc treo đồ này, rắc sạc USB. Cái độ hoàn thiện của con này nó rất là cao và phần để chân nó thiết kế này. Một là anh em thì để chân ở trong, hai là anh em để chân bên ngoài. Đấy, kể cả những cái yên ở đằng sau cũng vậy. Nó vẫn được thiết kế những cái để chân này, mọi người quan sát nhá. Rất là gọn, giảm sóc con này êm lắm. Đây là mình chưa lắp bàn đạp nhá, con này đạp rất là nhẹ luôn. Con này đạp cũng rất là nhẹ nhá mọi người nhá, đừng có đùa. Nói chung là nó là hàng hãng, hàng công ty. Nên là độ hoàn thiện của nó, đây, anh ta sẽ quay cho mọi người xem cái nhựa này của nó này. Nó khít khủng khiếp luôn. Đây, các mọi người nhìn này. Nhựa này, đây. Nhựa này, dẻo như thế này mà nó chắc chắn, khít thì khít luôn. Tiền nào của đấy. Không phải là anh em bỏ ra 14 triệu rưỡi mà anh em nghĩ nó đắt đâu. Mình nói thật nhá, những cái xe này này, anh em mua xe á, mà đi khoảng 5 năm nữa, anh em sẽ hiểu tại vì sao nó có cái giá như thế. Bởi vì nó quá bền. Đây nói thật luôn, mình làm xe cũ mình biết thừa chất lượng là như nào. Như anh em đi cái con Moment nhập ngày xưa hay là anh em đi con X-Men HS,
da đia ngày xưa nó như thế nào thì con này bây giờ nó y xỉ như thế. Đây, ngồi này, giảm sóc này. À đây, con này nó còn có một cái nhược điểm nữa, nó không có giỏ. Đấy. Con này nhá, ở hiện tại Mạnh Phát phục vụ hai tập khách hàng. Thứ nhất là các bạn học sinh từ lớp 6 trở lên. Thứ hai là các bác, các cô chú có trung tuổi một tí. Tại vì sao? Thứ nhất, chiếc xe này nó nhẹ. Cái thứ hai là nó thấp. Cái thứ ba là ga nó êm, nhẹ nhàng và có bàn đạp. Mà đặc biệt nó lái nó không bị bốc. Đấy. Các bán cho cô chú rất là nhiều, mọi người thích cái kiểu dáng này. Bởi vì đi nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa nhẹ nhàng, êm. Và đặc biệt là các cô chú thì là những người mà nói thật là có thu nhập, có không cần phải có điều kiện nhá. Nhưng mọi người kiếm được tiền rồi. Tiêu chí của mọi người là cần một chiếc xe nó bền, ổn định và sử dụng lâu dài. Bởi vì mọi người tầm khoảng 55, 60 tuổi, mọi người cần chiếc xe thậm chí đi 5, 10 năm thì cái xe Spacia này nó đáp ứng được cái điều đấy. Tức là mọi người đi chỉ cần thay bình theo thời gian thôi. Chứ còn những cái xe mà nó là chất lượng như này thì nó thứ nhất là nó ít hỏng vặt. Cái thứ hai là nó bền bỉ với thời gian, là những cái chi tiết này của nó này đều là đồ xịn thì nó khấu hao nó rất là thấp. Mọi người nhớ lại những cái chiếc xe ấy, anh em ở Hà Nội, ở miền Bắc ấy, thì mọi người sẽ nhớ đến những chiếc xe Moment đấy, cực kỳ nổi tiếng. Đến bây giờ những con M cũ mà đẹp vẫn bán trên 4 triệu. Mà nó có dùng được đến bây giờ 2016, Mạnh Phát nhớ nào. Một con S Plus mua năm 2016 với giá là khoảng 12 triệu rưỡi, 13 triệu. 2016 đến 2022 nó khoảng 5-6 năm. Đến bây giờ một chiếc xe S Plus đấy mà đẹp, mà trang bị bình cũ mà đẹp nhé, vẫn bán hơn 6 triệu. Tức là anh em đi 6 năm rồi. Mình không nói vì cái chuyện tiền mất giá cả, với cái đấy nó là hạng vĩ mô, nó là hàng cao siêu rồi. Mình nói đến cái giá trị 12 triệu rưỡi với lại bây giờ hơn 6 triệu thôi, mất giá một nửa. Thế thì Mạnh Phát tin rằng những con này nó cũng như thế này. Bây giờ anh em mua giá 14 triệu rưỡi, Mạnh Phát tin anh em đi một thời gian sau ấy, nó giữ giá rất là tốt. Bởi vì những cái xe này nó là xe xịn. Tất nhiên là về sau bán nó sẽ kén khách. Thế nhưng mà ai mà tìm được những chiếc xe này thì nó rất là bền. Đấy. Kể cả sản phẩm này DK Bike khi ra mắt cũng vậy, cũng không kỳ vọng là nó sẽ là con mà đẩy doanh số cao nhất. Nhưng mà nó sẽ là con để định vị thương hiệu DK Bike là một trong những dòng xe chất lượng. Định vị thương hiệu DK Bike là một trong những hãng uy tín. Thì chiếc xe này nó giúp cho định vị về thương hiệu nha mọi người nhé. Là những xe chất lượng. Mình đi họp hội nghị của DK Bike thì có được nghe giám đốc chia sẻ là những chiếc xe mà để mà tạo ra định vị thương hiệu giống như là chiếc Spacia này hay là con DK Romantic này, là những sản phẩm không mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty, nhưng mà nó giúp cho công ty đẩy mạnh thương hiệu và đẩy mạnh uy tín trên thị trường xe điện nha mọi người nha. Thì mọi người lưu ý và chọn những chiếc xe đầu bảng của mỗi hãng, thì thứ nhất là mọi người sẽ được chất lượng tốt hơn giá thành. Cái thứ hai, mọi người mua được cái sản phẩm gọi là những cái sản phẩm đầu bảng, những sản phẩm mà để giúp nâng tầm thương hiệu. Giống như mọi người mua X-Men của Osaka hay là mua Vespa Nippa của Osaka, thì DK Bike cũng vậy. Mọi người mua những cái con Spacia này của nó hay là mua những con DK Romantic, thì nó là những chiếc xe định vị thương hiệu, thì luôn luôn được nhà sản xuất chăm chút và làm rất là kỹ. Đấy nhá, đấy là những cái góp ý của mọi người. Kể cả những hãng khác cũng vậy, mọi người thể nhắn tin cho Mạnh Phát, Mạnh Phát sẽ tìm hiểu hộ mọi người để mọi người chọn được những chiếc xe mà nó luôn luôn là những chiếc xe mà được nhà sản xuất tâm huyết nhất. Thì bao giờ những chiếc xe đấy mà là những chiếc xe mà chất lượng, thì Mạnh Phát đánh giá chiếc Spacia như vậy. Đấy, tất cả những khách hàng mà mọi người đã mua sản phẩm Spacia của Mạnh Phát này rồi, đây Mạnh Phát bật mí cho mọi người nhé. Những cái bác ấy, tỷ lệ nhé, đây là tỷ lệ Mạnh Phát thống kê, trung bình 6 người mua con Spacia này thì có 3 người sẽ có thiên hướng là có bạn bè muốn mua một chiếc giống như này, bởi vì là họ đã đi thử và trải nghiệm, họ thấy chất lượng nó thực sự ok và giới thiệu cho mình nhé mọi người nhé. Một anh khách ở Thanh Hóa, anh ở Vincom Thanh Hóa, anh ở trong khu đô thị của Vinhome. Đấy, anh ấy cũng giới thiệu cho khách mua xe này của mình. Hay là có một bác khách ở trên Long Biên, bác ấy Nguyễn Văn Cử, bác cũng giới thiệu người xuống luôn. Đấy, tức là Mạnh Phát thế là gì? Cái chiếc xe này bán ra để mọi người muốn đến Mạnh Phát để mua chiếc xe thứ hai. Đấy. Có lẽ là nói hơi dài dòng nữa, nhưng mà Mạnh Phát khẳng định luôn, với cái giá tiền 14 triệu 500 để mọi người bỏ ra với chiếc Spacia này, không hề đắt. Đấy. Nghe giá thì có vẻ đắt, nhưng mà với chất lượng và nó thì mình thấy không đắt. Đấy. Xe Spacia này sẽ được Mạnh Phát bảo hành khung sườn động cơ là 3 năm, ắc quy là 12 tháng, hệ thống điện 12 tháng.
Giá của em nó là 14.500 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc mọi người nhé. Mình nhắc lại này, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc với tất cả các khách hàng mua xe của Mạnh Phát. Đấy, mọi người có nhu cầu về chiếc Spartra này thì sẽ alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 1111. Hiện tại thì mình đang có màu xanh và màu đen. Mấy hôm nữa thì sẽ về cả màu cam. Đấy, mình nhắc lại nhé, số điện thoại là 085 993 1111. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mạnh Phát thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.